Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái lưỡi rất là hay. Video trước mình đã chia sẻ cho các bạn một cái lưỡi về uất trứng rất là nặng. Mà trên nền tảng là bệnh nhân có bị ca tuyến giáp và bị ca tuyến giáp. Thì sau một thời gian uống thuốc thì các bạn đã thấy cái chuyển biến của cái hình lưỡi này. Thì các bạn nhìn đây, trước là uất của mọi người, lưỡi của người ta thắt lại như này, và sau mấy ngày uống thuốc của mình thì cái lưỡi đã trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy thì bệnh nhân vẫn còn lo lắng rất là nhiều. Chúng ta dựa vào các đường viền này. Thứ hai nữa là các bạn nhìn thấy hình lưỡi là đã tốt hơn rồi. Lưỡi có thần hơn, nhưng mà nhìn chất lưỡi thì làm sao? Vẫn là đỏ thực. Và chúng ta chú ý là ở đây đối với bệnh nhân này là cái rêu lưỡi, thì các bạn chú ý, rêu lưỡi vẫn rất là dày, là thể hiện là cái đàm thấp ở trong và vẫn chưa được giải trừ hết. Nhưng tuy nhiên các bạn biết là đối với những cái người mà bị đã được chẩn đoán là ung thư, chúng ta gọi là nó ngũ tích lại, thì cần bài trừ cái đàm thấp này, nó cần một cái thời gian rất là dài. Thì như thế này thì chúng ta lại thấy một điều thế này, là khi bệnh nhân uống ấy, thì cái tinh thần lo lắng này nó tốt hơn, nhưng nó có một cái hiện tượng là sao? Cái thuốc này mình công vào bài rất là mạnh, thế nên là bệnh nhân cảm thấy là ăn kém, hay đầy bụng trướng hơi mới lại tim đập nhanh hơn. Thì chúng ta nhìn vào lưỡi đây thì chúng ta đối chiếu thì nó quả đúng như vậy. Thế chúng ta nhìn đây cái vùng, xin lỗi các bạn, đây cái vùng tỳ vị của chúng ta, là các bạn thấy nó dày lên và nó có hiện tượng lứt, nên bệnh nhân nào uống thuốc này nó công cái dương khí đẩy nó mạnh quá, thế nên là nó gây ra lao buồn lôn, đầy trướng bụng khó ăn. Thứ hai là tim đập nhanh hơn, mà chúng ta nhìn thấy nó có hai cái viền thế này luôn, thì nó thể hiện cái chức năng tâm của người ta là đang có vấn đề về chức năng, và kiểm tra đo huyết áp thì tăng hơn bình thường. Thế nên khi đã giải quyết xong cái vấn đề uất thì mình lại tiếp tục lại quay về trạng thái là chỉnh lại cái tỳ vị này cho họ, và chỉnh lại cái về chức năng tâm cho họ. Và cái kết quả cuối cùng là cũng mong, và bệnh nhân là rất là tuyệt vời, là người ta rất là tin tưởng bác sĩ và đồng hành với bác sĩ và kéo dài thời gian. Khi mà chúng ta làm nghề mà gặp những bệnh nhân như thế này thì rất là tuyệt vời, bởi vì cái đích chính cuối cùng ấy là chúng ta chữa mong cho bệnh nhân ổn định và có một cái sức khỏe tốt nhất. Thì đây là cái lưỡi, hậu của cái lưỡi sau khi uất, thì nó lại điển hình về cái chứng mà bệnh lý của dạ dày và tim mạch. Thì đây mình chia sẻ cho các bạn.